Chào các bạn. Một số kế toán mới thì chưa nộp cái tờ khai thuế quý bao giờ ấy, thì các bạn là không biết là nộp như thế nào. Nghe nói là nộp qua mạng nhưng không biết vào trang nào để nộp ấy. Thì vào những người chủ doanh nghiệp cũng muốn tìm hiểu về cái trang thuế điện tử này thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách nộp cái tờ khai thuế giá trị gia tăng hàng quý theo đối với doanh nghiệp kinh doanh thông thường. Đó là có hai cái mẫu, đó mẫu thuế giá trị gia tăng. Nếu mà đơn vị các bạn là nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì các bạn cần nộp cái mẫu này, mẫu 01 GT-GT giá trị gia tăng theo thông tư 80. Và thứ hai đó là cái mẫu 05 thuế thu nhập cá nhân theo thông tư 80 này. Cái mẫu 05 theo thu nhập cá nhân theo thông tư 80 này thì nếu đơn vị nào mà phát sinh tiền khấu trừ thuế thu nhập cá nhân các bạn bắt buộc phải nộp, còn nếu trường hợp mà các bạn là không phát sinh thì không bắt buộc nộp. Tuy nhiên là các chi cục thuế, cơ quan thuế lại không thấy nộp là yêu cầu các bạn là phải nộp, hoặc là đánh công văn về Gmail các bạn là tại sao lại không nộp. Nếu một trường hợp như thế mà các bạn giải trình là không phát sinh thì sẽ thôi, còn nếu một trường hợp mà các bạn nộp mà lại cho thời gian sau thì lại thành chậm nộp và sẽ bị phạt. Thì tôi khuyên các bạn là cứ nộp mà cả cái tờ khai 05 thuế thu nhập cá nhân này. Thì để nộp thì các bạn trước tiên là các bạn phải lập được hai cái tờ khai này. Đây là chính là hai cái mẫu đã được lập rồi. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân và cái tờ khai thuế gia tăng quý. Thì để nộp cái tờ khai này thì các bạn vào cái trang thuế điện tử này .gdt.gov.vn này, sau đó các bạn đăng nhập vào cái tài khoản của đơn vị các bạn. Sau đó các bạn vào khai thuế đây. Các bạn nhấn vào nộp tờ khai. Sau đó các bạn chọn đến cái file các bạn cần nộp. Trước khi nộp thì các bạn nhớ cắm USB token vào các bạn nhé. Đó, sau còn đó các bạn chọn cái tờ khai cần nộp. Các bạn nhấn chọn và các bạn ký điện tử. Nó sẽ xuất hiện cho các bạn cái map pin, các bạn có map pin của đơn vị bạn vào. Đây, ký điện tử thành công rồi đây. Các bạn nhấn nộp tờ khai. Đó thì cái tờ khai đã được nộp mà đến cơ quan thuế quản lý. Tiếp theo các bạn nộp cái tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Các bạn chọn, sau đó các bạn ký điện tử và các bạn nộp. Đó là hai cái tờ khai đã được gửi đến cơ quan thuế quản lý rồi. Ở đây sẽ có là nơi nộp này. Đó, nếu các bạn muốn thì các bạn có thể vào cho tra cứu này, tra cứu tờ khai này. Các bạn tra cứu trong cái giai đoạn mà các bạn nộp ấy. Đây mình tra cứu là 1 tháng 10 năm 2024 cho đến ngày hôm nay là 14 tháng 10 2024. Đấy, thì ở đây các bạn sẽ theo dõi cái Gmail của bạn mà đã đăng ký với cơ quan thuế để xem kết quả trả về là được chấp nhận hay không chấp nhận. Thì đây là cái trạng thái này, các bạn vào các bạn xem cái trạng thái này. Trạng thái đang ở cái chế độ là trạng thái tiếp nhận hồ sơ thuế điện tử, hồ sơ khai thuế điện tử đó. Các bạn có thể vào đây để xem cái thông báo và cái trong thời gian một ngày làm việc thì các bạn vào xem lại thì cái trạng thái này nó chuyển sang trạng thái chấp nhận thì là ok, còn nếu trạng thái mà từ chối thì các bạn cần phải xem nguyên nhân, thông báo nguyên nhân và các bạn nộp lại. Và đồng thời theo dõi Gmail đã đăng ký với cơ quan thuế xem là cái tình trạng hồ sơ của mình đã được cơ quan thuế chấp nhận hay chưa. Và như vậy là vừa rồi là mình vừa chia sẻ với các bạn các cái tờ khai thuế quý mà các bạn cần phải nộp, cũng như là hướng dẫn các bạn nộp cái tờ khai này trên cái trang thuế điện tử.gdt.gov.vn. Đây là cái video cho những người mới. Nếu thấy video ra hay hữu ích, các bạn vui lòng đăng ký kênh, nhấn like, nhấn chuông để nhận được những chia sẻ tiếp theo.
Nếu bạn nào mà đã quen thuộc với cái nộp tờ khai này rồi thì có thể bỏ qua video này các bạn nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn có video tiếp theo. Các bạn có thắc mắc gì thì có thể để lại comment ở dưới video này thì mình sẽ chia sẻ cùng các bạn. Cảm ơn các bạn.